Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc bị tuyên án sơ thẩm 13 năm tù giam của quê hương được trích dẫn từ báo Cali Today. Con số 13 năm tù giam và 5 năm quản chế là bản án sơ thẩm mà Tòa án tỉnh Thái Bình tuyên án cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, thường trú tại thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, với cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Nhận bản án nặng nhưng dư luận cho biết ông Túc trước tòa đã thể hiện một khí phách rất ngoan cường. Cáo trạng của Viện Kiểm soát Thái Bình cho biết từ năm 2006 cho đến nay, nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc đã tham gia một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam như Đảng Dân chủ 21, Hội Dân Oan, Nhóm Dân chủ, Khối 8406, Đảng Việt Tân. Đặc biệt vào tháng 2 năm 2014, ông Túc đã tham gia Hội Anh Em Dân Chủ với vai trò là Phó Ban Đại diện miền Bắc, Phó Chủ tịch thứ nhất của hội. Đây là một hội bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quy kết là hoạt động trái pháp luật. Cáo trạng của Viện Kiểm soát Thái Bình cho biết, từ năm 2006 cho đến nay, nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc đã tham gia một số tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam như Đảng Dân chủ 21, Hội Dân Oan, Nhóm Dân chủ Khối 8406, Đảng Việt Tân. Đặc biệt vào tháng 2 năm 2014, ông Túc đã tham gia Hội Anh Em Dân Chủ với vai trò là Phó Ban Đại diện miền Bắc, Phó Chủ tịch thứ nhất của hội. Đây là một hội bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quy kết là hoạt động trái pháp luật, có âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế hiện tại. Tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 10 tháng 4 năm 2018, Hội đồng xét xử đánh giá những hoạt động của ông Túc là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, nên tuyên phạt ông Túc 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Như vậy, ông Túc là thành viên thứ 7 của Hội Anh Em Dân Chủ bị Tòa án Cộng sản Việt Nam đưa ra xét xử trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Ngày 5 tháng 4 năm 2018 vừa qua, Đại án Dân Chủ bị Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm cũng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ nhận bản án 66 năm tù. Theo Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh đã thông tin, sau khi nghe hội đồng xét xử tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế dành cho ông Túc, bà Rề là vợ của ông Túc đã thét lên: "Chồng tôi có tội gì mà chúng mày bỏ tù 13 năm?" Tại phiên xử, hội đồng xét xử đã nhắc đến bằng khen của ông Túc khi ông đi chiến đấu 4 năm ở chiến trường Campuchia, làm tình tiết giảm án cho ông Túc. Tuy nhiên, ông Túc đã đáp với thái độ dứt khoát và ngoan cường: "Tôi không cần cái bằng khen đó. Tôi không việc gì phải vì nó mà cúi đầu xin các anh giảm án. Các ông cứ việc kết tội tôi bao nhiêu năm cũng được. Tôi chỉ biết tôi không có tội. Tôi đấu tranh giành dân chủ nhân quyền, đòi đa nguyên đa đảng là để xã hội tốt đẹp lên, cái đó không phải là tội." Ông Túc bị công an tỉnh Thái Bình bắt vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, trong lúc ông theo giấy mời lên Ủy ban huyện để giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai.
khi đến nơi không thấy nhà cầm quyền làm việc, nên ông Túc ra về. Trên đường về thì ông Túc bị nhóm người bắt đi. Trong trại tạm giam của Bộ Công an ở tỉnh Thái Bình, mặc dù tình hình sức khỏe được phía gia đình cho biết là rất kém, nhưng ông Túc đã nhiều lần thực hiện ba không, tức là không nói, không làm việc và không nghe khi làm việc với cơ quan điều tra. Đây là lần thứ hai ông Túc bị bắt và bị kết án với cáo buộc liên quan đến tội an ninh quốc gia. Lần thứ nhất là vào tháng 9 năm 2008, bị tòa án tuyên cáo bản án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Một số hoạt động của ông Túc thu hút sự quan tâm của dư luận, được cộng đồng mạng Internet chia sẻ như: từ năm 2003, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc tham gia khiếu kiện ở tỉnh Thái Bình. Năm 2007, ông Túc đã cùng với những người trong nhóm tổ chức vận động sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội biểu tình trước Sứ quán Trung Cộng. Tháng 4 năm 2008, ông Túc tiến hành vận động một số thanh niên ở Hải Phòng mặc áo in chữ tẩy chay Olympic Bắc Kinh Trung Quốc, yêu cầu đền bù cho ngư dân Việt Nam bị sát hại biểu tình tại khu vực chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Tháng 8 năm 2008, ông Túc treo khẩu hiệu yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận đa nguyên đa đảng tại cầu vượt Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ngày 7 tháng 9 năm 2008, ông Túc tiếp tục cùng những người trong nhóm tổ chức treo truyền đơn yêu cầu đa nguyên đa đảng trên cầu vượt Lai Cách, tỉnh Hải Dương. Quý vị vừa theo dõi bản tin nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc bị tuyên án sơ thẩm 13 năm tù giam của quê hương, được trích dẫn từ báo Kali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng radio phố đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận. Cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình kalitoday.com.